Xin chào mừng tất cả quý vị khán thính giả lại tới với chương trình của chúng tôi. Và tiếp tục chương trình thì chúng tôi vẫn là luật sư Trần Thế Văn, ông là cựu dân biểu của tiểu bang California. Xin một lần nữa luật sư Trần Thế Văn gửi lời chào tới quý vị khán thính giả. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào dược sĩ cũng như là quý vị khán thính giả và đồng hương của đài và chương trình. Rất là vinh dự cho chúng tôi có cái cơ hội đến đây để mà trình bày cũng như là cập nhật hóa một số các tin tức và sinh hoạt trong quận cũng như là tại địa phương mà chúng ta đang sinh sống hiện giờ. Trước khi được tiếp tục với luật sư Trần Thế Văn thì chúng tôi xin nói lại cho tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta biết rõ một điều là trong thời gian vừa qua đó, thì địa hạt một của chúng ta với luật sư An Ly Đỗ và bây giờ là thì có thêm luật sư Trần Thế Văn cộng tác, thì chúng tôi có thể thấy rõ một điều là quận Cam này là một trong những quận mà có những cái tiến bộ rất là tốt so với tất cả các tiểu bang, tất cả các quận khác ở trên nước Mỹ, từ tâm thần cho tới người vô gia cư, tất cả đều được giải quyết một cách tương đối thật tốt đẹp. Và đồng thời trong cái thời gian mà có Covid vừa qua đó, thì quận Cam cũng là một trong những quận mà ít Covid nhất và giải quyết về sức khỏe tốt đẹp nhất. Đó là cái điểm mà chúng tôi nhân danh cơ quan truyền thông có thể gửi tới giám sát quận Cam, luật sư An Lê Đỗ cũng như luật sư Trần Thế Văn, một bông hồng của chúng tôi, một đài của chúng tôi tới các quý vị. Bây giờ trở lại cái vấn đề của chúng ta đó, thưa luật sư Trần Thế Văn, bây giờ luật sư có thể cho biết rằng sắp sửa tới Tết tới nơi rồi đó, thì quận có những cái chương trình như thế nào để, bởi vì theo truyền thống của chúng ta sẽ có hội chợ Tết rồi có diễn hành Tết, thì quận có những cái chương trình thế nào để hỗ trợ cho những cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta như thế không? Dạ, rất là cảm ơn dược sĩ Khiêm đã hỏi những cái câu hỏi đúng theo cái truyền thống, cũng như là trong cái dịp mà Tết sắp tới. Chúng tôi cũng xin phép chỉ dùng một phút thôi để mà nói thêm những gì mà dược sĩ Khiêm đã nói ngay từ đầu và đã đặt vấn đề đến, và đây là cái vấn đề rất là quan trọng khi mà nói về vấn đề homeless hoặc là COVID và tình trạng vô gia cư đó. Thì chính quyền quận qua văn phòng của giám sát viên An Trudeau và với cái sự cộng tác của cá nhân tôi để mà nhắm rất là rõ vào những cái vấn đề rất là khó khăn mà trong nhiều năm qua chính quyền liên bang, địa phương, tiểu bang chưa có giải quyết được. Nhưng mà nói riêng đúng theo những gì mà dược sĩ Khiêm nói đó, nếu mà chúng ta nhìn vào những cái thống kê và so sánh với quận Los Angeles và các quận phụ cận đó, thì quận Cam vẫn là một quận đi hàng đầu, không riêng gì tại tiểu bang California, nếu mà không muốn nói là trên toàn quốc, khi mà giải quyết được một phần nào. Chắc chắn rằng cái tình trạng nó không là thể nào mà hoàn hảo 100%, nhưng mà phải nói rằng thưa quý vị, nếu mà so sánh với cái tình trạng hoặc là cái tệ trạng homeless là vô gia cư trong 4 hoặc là 5 năm trước đến ngày hôm nay đó, thì cái tệ trạng hoặc là tình trạng đó được giải quyết khá nhiều, và cái tỷ lệ của vô gia cư đã được giảm xuống rất là cao, rất là thấp thưa quý vị, so sánh với quận Los Angeles cũng như là các quận phụ cận như vậy. Bởi vậy nên đây là một trong những cái công tác toàn diện, chứ không riêng gì khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề vô gia cư thì chúng ta cũng nói về vấn đề nghiện rượu, vấn đề bệnh tâm thần, vấn đề không có công ăn việc làm, thì nó gây ra những cái symptom đó, nó gây ra tệ trạng hoặc là tình trạng mà các gia đình họ vào một cái cô thế rất là tội, và đó là vô gia cư. Thì quận với những cái resource, là với cái tài nguyên mà quận có được cung cấp bởi chính quyền tiểu bang cũng như là liên bang, thì chúng tôi có những cái chương trình và nó sẽ đòi hỏi thời gian thưa quý vị, cũng như là sự cộng tác của chính quyền địa phương và chính quyền tiểu bang để mà giải quyết cái việc này, chứ không thể nào mà một cơ quan hoặc là một thể chế chỉ có quận có thể làm việc hoặc là giải quyết được một cách đơn phương được, mà cần các thành phố cũng phải tiếp một tay trong việc này. Và chúng tôi làm việc rất là sát với các thành phố ngay trong địa hạt số 1. Địa hạt số 1 bao gồm khoảng 9 thành phố, nhưng mà 3 thành phố mà có đông người Mỹ gốc Việt Việt Nam nhất trong địa hạt số 1 của quận Cam đó thưa dược sĩ, đó là thành phố Garden Grove, Westminster cũng như là Fountain Valley, cũng có Midway City cũng nằm trong cái địa hạt số 1. Thì ba thành phố này cũng đang làm việc rất là
ráo riết với địa hạt số 1 cũng như là với quận, thưa quý vị, để mà giải quyết cái vấn đề vô gia cư. Thì chúng tôi có những cái chương trình chắc chắn rằng sẽ tiếp tục, mình sẽ phổ biến và sẽ promote thêm, là sẽ thúc đẩy thêm phô trương cho các cư dân cũng như là các viên chức của các thành phố này họ hiểu hiểu rõ hơn. Để trở lại, thưa quý vị, cái câu hỏi mà Dược sĩ Khiêm nói là chúng ta cũng đã sắp đến lễ Tết, năm nay Tết đến khá sớm, thưa Dược sĩ Khiêm. Đúng là ngày 22 Tết Quý Mão, nằm ngày 22 tháng Giêng này là ngày đầu năm phải không ạ? Thì chỉ còn vỏn vẹn không đầy 4 tuần nữa, chúng ta sẽ có một cái buổi lễ Tết. Thì đúng theo cái truyền thống của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là Việt Nam ngay tại thủ đô tị nạn đây, thưa Dược sĩ, thì có nhiều những cái sinh hoạt rất là vui. Hôm nay chúng tôi mới lái xe qua đường Bô Sa, có thể nói là đường chánh Trần Hưng Đạo của thành phố Westminster, thì đã thấy có cái bảng quảng cáo ngay trước Phước Lộc Thọ là sẽ có một cái hội chợ hoa rồi, đúng vào ngày 4 tháng Giêng, là chỉ còn tuần tới nữa thôi là sẽ có một cái chợ, hội chợ hoa Tết bắt đầu. Thì chúng tôi biết rằng đó là thành phố Westminster, thưa quý vị, thành phố Westminster năm nay đã mạnh dạn đứng ra để mà bảo trợ và tổ chức cho cái diễn hành Tết. Đây là cái diễn hành năm thứ 9, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, năm thứ 9, ngay trong thành phố Westminster, ngay trên đường Bô Sa, thưa quý vị. Thì đây là một cái sự kiện rất là lớn và rất là vui nhộn. Và chúng tôi biết rằng đó là ban tổ chức dưới cái thẩm quyền của ông thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí, tân thị trưởng của thành phố Westminster, sẽ tổ chức vào buổi sáng khoảng 9 giờ sáng đến 12 hoặc là 1 giờ trưa vào ngày Chủ nhật ngày 22 tháng Giêng. Chủ nhật ngày 22 tháng Giêng là đúng vào ngày mùng 1 Tết, thưa quý vị. Song song với cái việc đó thì ngay tại Mount Square Park, là không xa hơn 3 dặm, lái xe từ Bô Sa mà là tới Mount Square Park không tới 3 dặm nữa, thì trong thành phố Fountain Valley, thì đúng theo cái truyền thống của văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ, thì chúng tôi cũng tổ chức một cái buổi hội chợ Tết, nguyên một cái weekend luôn, cuối tuần 3 ngày, là ngày 20, thứ 6 ngày 20, thứ 7 21, cũng như là Chủ nhật ngày 22, sẽ có một cái hội chợ Tết và vào cửa miễn phí cho các cư dân cũng như là các du khách đến trong 3 ngày đó trong Mount Square Park, một cái hội chợ rất là vui nhộn và có nhiều cái mục và các hàng khác nhau. Bởi vậy chúng tôi xin phép dùng cái cơ hội này để mà kính mời quý vị tham dự hai cái sự kiện văn hóa cũng như là truyền thống trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta rất là lớn, đó là cái cuộc diễn hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng Giêng vào buổi sáng, và song song với cái cuối tuần đó thì chúng ta cũng có cái hội chợ Tết của giám sát viên Andrew Đỗ tại Mount Square Park trong thành phố Fountain Valley, từ ngày thứ 6, ngày 20, 21 và 22, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật luôn, thưa quý vị. Và chúng tôi xin kính mời quý vị cũng như là các thân nhân và nhất là các con cháu của chúng ta đến tham dự, vì đây cũng là một cái dịp vào đầu năm để mà các con, các cháu của chúng ta học hỏi thêm cái truyền thống và văn hóa của người Việt Nam, thưa Dược sĩ. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin có sang một cái đề tài khác. Là, thưa quý vị, luật sư Trần Thế Văn ấy, cũng là một trong những giám đốc của Sở Thủy Cục Quận Cam ấy. Xin luật sư cho biết cái chương trình của luật sư trong cái Sở Thủy Cục như thế nào ạ? Dạ, rất là cảm ơn Dược sĩ đã hỏi cái câu hỏi này, và rất là nhiều cái thú vị. Nhưng mà chúng tôi phải nói, chúng tôi xin phép đã quên một cái đề tài rất là quan trọng, thưa quý vị. Một cái đề tài rất là quan trọng mà chúng tôi chưa có nói, liên hệ đến cái cuộc diễn hành Tết tại thành phố Westminster. Mà đây cũng là một cái sự cam kết mà chúng tôi có chia sẻ với giám sát viên Andrew Đỗ, cũng như là với các viên chức và các cư dân trong địa hạt số 1, nhất là trong thành phố Westminster, Garden Grove cũng như là Fountain Valley, thưa quý vị, mà có đông các người Mỹ gốc Việt, cư dân Việt Nam cũng như là các thành phố phụ cận. Đó là chính quyền quận sẽ làm việc và đi song hành với những cái công tác hoặc là những cái dự án nào mà chính quyền có thể làm được với các thành phố. Thì nói riêng về cái buổi
diễn hành Tết năm nay đó, thưa quý vị, như quý vị cũng biết, nó sẽ rất là tốn phí, rất là nhiều tiền, mà thời gian thì lại rất là eo hẹp, không có để mà gây quỹ. Tại vì năm nay thành phố đã đứng ra để mà đảm nhận cái trách nhiệm là tổ chức cái hội Tết, thì chúng tôi cũng đã bàn thảo với giám sát viên Andrew Đỗ và chúng tôi đã đồng ý để mà giúp đỡ cho thành phố Westminster đủ cái phương tiện để mà tổ chức. Tại vì như quý vị cũng biết, tổ chức một cái cuộc diễn hành thấy vậy nhưng mà nó không phải vậy, nó nhiều cái vấn đề như khê và rất là tốn kém trong một cái cuộc diễn hành như vậy. Nhất là vào weekend, là vào cuối tuần, thì các nhân viên của thành phố họ làm việc overtime, là họ sẽ lấy những cái chi phí đến 1.5 lận, 1.5 về cái tiền lương của họ và nhiều cái chi phí khác nhau. Thì văn phòng giám sát của quận đã nói chuyện với các viên chức của thành phố Westminster, kể cả thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí và bà tổng giám đốc của thành phố là City Manager, và đã có cái sự cam kết sẽ giúp đỡ về phương diện hiện kim cũng như là các phương tiện an ninh và các rào, các phương tiện an ninh về xe cộ đó, thưa dược sĩ, lên đến 100.000 Mỹ Kim, giúp đỡ lên đến tối đa là 100.000 Mỹ Kim cho cái cuộc diễn hành này. Thì theo cái sự dự đoán, thưa dược sĩ và thưa quý vị, cái cuộc diễn hành này sẽ cần cái ngân sách là khoảng 150.000 Mỹ Kim, thì văn phòng giám sát và giám sát viên Andrew Đỗ cũng sẽ giúp lên đến gần 2/3, nếu mà không nói là 2/3 của cái ngân sách đó. Bởi vậy nên chúng tôi muốn có một cái cuộc diễn hành thật là chu đáo, thật là đẹp và thật là phải nói là đem lại cái niềm hãnh diện đầu năm cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta, ngay tại thủ đô tinh thần tị nạn cộng sản, ngay tại thành phố Westminster. Tại vì như quý vị cũng biết đó, vào cái dịp Tết, ngay vào tháng Giêng, tháng 2, nhất là tháng Giêng, mà các tiểu bang khác, các du khách người Việt Nam hoặc là các người ngoại quốc, họ đổ về miền Nam California, và nhất là ngay tại quận Cam, nắng ấm như vậy, để mà họ tham dự vào những cái buổi lễ như vậy. Bởi vậy nên đây là một cái điểm son mà chúng tôi nghĩ rằng với cái sự phối hợp cũng như là tiếp viện giúp đỡ của chính quyền quận với thành phố Westminster, thì mong lắm thay cái cuộc diễn hành này và cái sự tổ chức của diễn hành này nó sẽ thành công một cách mỹ mãn. Vâng, nhân danh đài phát thanh của chúng tôi và nhân danh những người cư dân của quận Cam, đặc biệt là những người Việt, chúng tôi rất cảm ơn văn phòng giám sát, trong đó luật sư Andy Đỗ và luật sư Trần Thế Văn đã hỗ trợ cho việc tổ chức cái diễn hành Tết này, bởi vì đây nó là một cái truyền thống của người Việt Nam, và đây nó là cái điểm mà tất cả người Việt Nam của chúng ta trong một năm đều mong muốn có một cái truyền thống mình đã được tổ chức tại thành phố mà gọi là thủ đô người Việt tị nạn. Và khi mà luật sư An Đi Đỗ cũng như luật sư Trần Thế Văn đã nghĩ tới như thế để làm cho chúng ta có được một cái Tết xa quê hương mà nhớ lại cái thời kỳ xa xưa, thì đấy là điểm mà chúng tôi rất cảm ơn luật sư An Đi Đỗ cũng như luật sư Trần Thế Văn đã tiếp tay với lại quận Westminster. Dạ, rất là cảm ơn dược sĩ Khiêm đã nói về cái việc này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đây là cái trách nhiệm và làm đúng cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm của các viên chức của các cấp khác nhau, thưa quý vị, là chúng ta cần phải làm việc phối hợp và đồng hành với nhau một cách chặt chẽ. Tại vì như quý vị cũng biết đó là tại Hoa Kỳ không có một cái chính phủ trung ương, thật sự là không có, chúng ta theo cái thể chế liên bang. Bởi vậy nên các cấp khác nhau là họ có cái thẩm quyền riêng và cái vai trò và trách nhiệm riêng, cũng như là các phương tiện riêng. Tại vì tại cấp thành phố thì thành phố họ sẽ có cái ngân sách của thành phố, quận sẽ có cái ngân sách của quận, tiểu bang sẽ có ngân sách của tiểu bang, cũng như là chính phủ liên bang Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ có những cái ngân sách riêng của họ. Tuy nhiên nói như vậy nhưng mà họ phải cần làm việc, nếu mà muốn làm việc một cách hữu hiệu đó, phải làm việc một chặt chẽ với nhau và cần phải có cái sự phối hợp đi song hành với nhau. Và đó là cái cam kết mà khi mà chúng tôi nhận cái trách nhiệm này, chúng tôi đã nói với, không riêng gì với giám sát viên Andrew Đỗ, nhưng mà với các viên chức trong thành phố, trong cái địa hạt, các viên chức mà đại diện các thành phố trong địa hạt số 1 đó, thưa quý vị, là chúng tôi sẽ làm việc sát cánh với họ và cố gắng, nếu được đáp ứng những cái nhu cầu an sinh xã hội, y tế
hoặc là về vấn đề an ninh công cộng, nếu mà được và đủ khả năng đó thì chắc chắn là sẽ có cái sự phối hợp với văn phòng của giám sát viên cùng với chúng tôi vào những cái nhu cầu đó, thưa dược sĩ. Thưa chúng ta phải nói rõ một điều này, thực sự thì giám sát viên An Đi Đỗ cũng như luật sư Trần Thế Văn ấy, nếu mà là người bình thường không có nghĩ tới cái cộng đồng thì đâu có cần phải có cái tâm để mà tổ chức cái hội chợ Tết và diễn hành Tết. Tất cả những cái người khác mà giả dụ không phải là cái người đại diện cho chúng ta đó, thì những người đó thấy rằng cái này không cần thể tổ chức. Và đó là điểm mà chúng ta rất hãnh diện vì có được luật sư An Đi Đỗ giám sát của chúng ta và có luật sư Trần Thế Văn. Ông đã từng là cựu dân biểu của tiểu bang California, và đó là điểm mà chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại cho quý vị biết rõ một điều là nếu mà những người này mà không có tiền là một chuyện, nhưng mà nếu không có tâm thì người ta đến nghĩ chuyện khác chứ đâu cần phải tổ chức hội chợ Tết và diễn hành Tết, không ạ? Dạ, mà đúng như vậy. Thật sự là chúng tôi cũng rất là cảm ơn những gì mà dược sĩ Khiêm nói cũng như là chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả. Nhưng mà chúng tôi cũng xin phép tâm sự với quý vị như vậy. Đây là cái trách nhiệm và cái việc ngẫu nhiên mà chúng ta là người Mỹ gốc Việt, là người Việt Nam và rất là hãnh diện là người Việt Nam, khi mà có những cái truyền thống hoặc những cái lễ lạc mà chúng ta muốn chia sẻ, phổ biến cũng như là bảo dạy cho thế hệ thứ nhì, thứ ba, các con cháu của chúng ta, nhất là vào những cái ngày đầu năm Tết âm lịch, thì đây là một cái cơ hội rất tốt. Mà chúng tôi biết rằng đó là các người bản xứ đây, không phải là nói xấu họ hoặc là nói thêm nói bớt gì, nhưng mà ngay khi mà hội đồng thành phố, mà đây là sự thật thưa dược sĩ Khiêm, chỉ cần vặn máy TV lên nghe khi mà hội đồng thành phố Westminster họp đó, họ họp để mà bàn là thành phố nên bảo trợ hoặc là nên tổ chức cái cuộc diễn hành năm nay hay không, thì một rất đông các cư dân, tôi muốn nói đông á, nhưng mà thật sự là chỉ 5-6 người, nhưng mà họ rất là to mồm. Họ lên họ phản đối, họ nói là tại sao phải làm như vậy, tại sao phải tốn tiền của các cư dân, dù rằng là họ biết rằng đó là có nhiều cái việc khác còn tốn gấp cả ngàn lần nữa, mà tốn mà những cái chi phí rất là kỳ cục và vô lý và phi lý, nhưng mà họ dùng cái cớ này lý do nọ để mà họ nói rằng là không cần cái diễn hành Tết, để mà họ biện hộ cho họ là chúng ta không nên tổ chức diễn hành Tết. Nhưng mà may mắn thay là cộng đồng Việt Nam chúng ta có những thành viên trong hội đồng thành phố dưới cái sự lãnh đạo hiện giờ của thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí thì đã bỏ phiếu và họ thấu hiểu được cái tầm quan trọng và cái ý nghĩa của ngày Tết. Và cái cuộc diễn hành này, cái truyền thống của nó đem lại cái vinh dự cũng như là cái niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam nói riêng cũng như là thành phố Westminster nói chung, thì họ đã bỏ phiếu, họ chấp thuận bất kể những cái lời mà phải nói miệt thị hoặc là nói xấu về cái cuộc diễn hành Tết hoặc là nên tổ chức hay không của một số người bản xứ, một số người ngoài cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đó là cái ưu điểm thưa dược sĩ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và bây giờ thì hết giờ. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn luật sư Trần Thế Văn đã tới với chúng ta. Xin luật sư Trần Thế Văn gửi lời cảm ơn tới các quý vị khán thính giả của đài. Dạ, rất là cảm ơn dược sĩ, và chúng tôi rất tiếc không có đủ thời giờ để nói thêm một cái công tác mà chúng tôi đang lãnh, và mong là sẽ có một cái chương trình khác trong tương lai có nhiều thời giờ hơn để mà trình bày về cái vấn đề thủy cục liên hệ đến các cư dân và sinh hoạt của các cư dân trong quận Cam. Nhưng mà đến đây thì chúng ta đã hết giờ, và chúng tôi xin phép dùng cái cơ hội này một lần nữa để mà kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và an lành cùng với gia đình. Xin kính chào quý vị.